Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Qua Lại chúng em. Trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Em cũng chân thành cảm ơn các bác những clip vừa qua ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Qua Lại em rất là nhiều. Sản phẩm đầu tiên trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu đó là một bộ trường Tam Sơn. Với bộ trường Tam Sơn này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, miền Nam gọi là gõ mật nha các bác. Bộ gồm có 5 món, cùng có 2 chiếc ghế dài, 2 đôn và 1 bàn. Đầu tiên em đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bàn. Cái chiều dài em đo là 115 cm, ngang 55 cm và bàn cao là 75 cm. Em đến gần và em quay chi tiết ạ. Đầu tiên là với phần chân bàn, với phần chân được đục chạm đầu nên chân cá. Phần chân bàn đo là 8 cm, dày dặn chắc chắn. Phần liễu đều được đục chạm ạ, những cành hoa, những bông hoa. Và trên đây này được khảm ạ, với chất ốc xà cừ. Với chiếc bàn hàng đục chạm và khảm tứ diện, bốn mặt như nhau. Phần liễu ạ, các bác xem ạ, được đục chạm và khảm cảnh chim hoa nhỉ các bác. Phần chân được đục chạm, đầu nên chân cá. Chân bàn dày 8 cm ạ, gỗ liền nạc, dày dặn chắc chắn. Ở dưới bàn có một chiếc sàn để các bác đựng đồ tiện nghi thoải mái. Đem quay lên đến mặt bàn, chính giữa lòng bàn là một viên đá cẩm thạch tự nhiên, đá vân núi nguyên khối nha các bác, vân đá rất là đẹp ạ. Và tiếp theo với 2 chiếc ghế dài thì kích thước là như nhau, em đo thông số đại diện một cái. Chiếc ghế là có tổng chiều dài 190 cm, sâu là 58 cm. Và tổng chiều cao của ghế là 113 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Đầu tiên là với phần tựa, với phần tựa gồm có 3 nô và bên trong là những viên đá cẩm thạch tự nhiên vân núi. Bên ngoài được đục chạm và khảm cảnh chim hoa với chất gỗ liền nạc dày dặn chắc chắn, hàng khảm ốc xà cừ. Bên ngoài là những đường dây neo liên chi được khảm kín ạ. Và đây là đến chỗ ngồi ạ. Bên trong chỗ ngồi gồm có 3 ô đá, tất cả đều là đá cẩm thạch tự nhiên vân núi nha các bác. Đá tự nhiên ạ, vân rất là đẹp luôn. Và với phần chân ghế ạ, phần chân cũng được đục chạm, đầu nên chân cá. Chân em đo 12 cm, cực kỳ dày dặn và chắc chắn rồi. Đầu xem với phần liễu ạ, được đục chạm và được khảm ốc với chất ốc xà cừ ạ, ốc 7 màu phối màu cực kỳ là đẹp. Phần tay được đục chạm cảnh chim hoa. Và đây là mặt sau nhà các bác, với chiếc ghế hàng đục chạm và khảm tứ diện, bốn mặt như nhau, mặt sau được đục chạm đúng như mặt trước ạ. Hàng đục chạm và khảm tỉ mỉ thủ công. Phần liễu cũng được đục chạm nha các bác và được khảm những đường nét đục chạm tỉ mỉ thủ công, chất gỗ này em bao đẹp, ngành nặng liền nè. Tiếp theo với 2 chiếc đôn thì kích thước là như nhau. Em đo thông số đại diện một cái cho các bác nắm về kích thước. Với chiều ngang em đo 50 cm, sâu 40 cm. Em quay chi tiết. Đây là chiếc đôn ạ. Phần chân cũng được đục chạm, đầu nên chân cá. Phần liễu được đục chạm và được khảm ạ, những cành hoa, những bông hoa. Với 2 chiếc đôn ở dưới đều có sàn ạ, để các bác có thể đựng đồ tiện nghi thoải mái. Hàng rất là nặng nha các bác. Chất gỗ ạ, dày dặn chắc chắn. Với chiếc đôn hàng cũng được đục chạm và khảm tứ diện, bốn mặt như nhau. Và tất cả bên trong lòng ạ, lòng đôn cũng là những viên đá cẩm thạch tự nhiên ạ. Em quay chi tiết sang chiếc ghế thứ hai để các bác có thể xem được kỹ hơn. Với bộ trường Tam Sơn ạ, tất cả phần tựa, phần nô tựa và tay đều mộc mạc tháo lời nha các bác. Khi giao lưu ạ, bác có nhu cầu để giao lưu là cơ sở em bao miễn phí ship và đắp lát tại nhà cho tất cả các bác. Em cũng báo giá và giao lưu với bộ trường Tam Sơn này, giá là 43 triệu, nên em bao miễn phí ship và đắp lát tại nhà cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo ạ, là xuống dưới bên đây thì em có một cây tủ bày đồ. Với cây tủ bày đồ này chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ bật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Cái tủ này có tổng chiều cao là 225 cm.
ngang là 125 cm, sâu là 43 cm nha các bác. Em mà đến gần thì em quay chi tiết. Với cái tủ bày đồ ạ, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vật. Phần bên trên ạ được đục chạm cảnh sóc nho. Những đường nét đục chạm ạ, cầu kỳ thủ công với phần liễu đây ạ. Liễu đây được đục chạm. Những đường nét ạ, đục chạm. Phía dưới tủ gồm có hai chiếc ngăn kéo ạ, để các bác có thể đựng đồ được tiện nghi thoải mái. Bên ngoài hai chiếc ngăn kéo được đục chạm cảnh chim hoa và chính giữa đây ạ, được chạm sóc nho. Và đây là phần liễu bệ nha các bác. Những ống trúc, mắt trúc ạ, được chạm tỉ mỉ thủ công. Phần chân đều được đục trúc ạ. Với phần chân có chiếc tủ này em đo là 11 cm, cực kỳ dày dặn và chắc chắn rồi. Với cây tủ bày đồ trúc nho này, hàng đục chạm ba mặt và hai bên hông được đục chạm như nhau. Và đây là bên cạnh nha các bác mở ra và trưng bày đồ ạ. Và xem với phần dưới ạ, đều được đục chạm. Chân, những mắt trúc, ống trúc ạ, phần chân đều được đục chạm. Với một cây tủ bày đồ ạ, kích thước to lớn như thế này ạ, bên trong ạ, những đường tạo hình xích sắc nha các bác, đều được đục trúc ạ. Tất cả sàn bên trong đều là kính ạ. Kích thước to lớn như thế này ạ, với cây tủ bày đồ các bác có thể trưng bày đồ sứ, đồ tượng, có thể trưng bày rượu hay đồ cổ theo sở thích. Em cuộc báo giá và giao lưu ạ, với cây tủ bày đồ trúc nho này, giá là 17 triệu, em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Tiếp theo ạ, xuống dưới bên đây ạ, em có một chiếc bàn nghi thờ. Với chiếc bàn nghi thờ này, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi gõ mật nha các bác. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Tổng chiều ngang em đo 127 cm, cao 117 cm, sâu là 68 cm. Em đến gần em quay chi tiết ạ. Với phần chính giữa được ở đây ạ, được thẳng mai cài thọ nha các bác. Với chất ốc xà cừ ạ, ốc 7 màu, 4 màu. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Sang bên hai bên hông được khảm cảnh chim hoa. Các bác xem ạ, với những đường nét cắt tỉa và tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Đây là phần chân ạ, và dưới chân đều được khảm. Chất gỗ ạ, liền lạc dày dặn chắc chắn. Với chiếc bàn nghi thờ này, hàng khảm ba mặt và hai bên hông thì được khảm như nhau. Đây các bác xem ạ, những con lồng hóa mai nha các bác. Đây ạ, những cành nho, những chùm nho là được cắt tỉ mỉ thủ công. Với tất cả những phần chân em đo là 8 cm, dày dặn chắc chắn. Và nên trên đến mặt của chiếc bàn nghi thờ ạ, với nòng ván bên trong là vòng nòng ván liền. Với chất gỗ này em bao đẹp ạ, dày dặn liền lạc chắc chắn. Và khi giao lưu ạ, cơ sở em sẽ làm bóng sạch sẽ lại trước khi giao đến tận nơi cho các bác. Các bác nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán ạ, nên rất là yên tâm. Em cũng báo giá và giao lưu ạ, với chiếc bàn nghi thờ này giá chỉ có 25 triệu, em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo ạ, sang bên đây này em có một siêu phẩm muốn giới thiệu, đó là một bức tượng ạ, Nhất Long Vườn Ngọc. Với bức tượng này có chất liệu là gỗ chắc ta, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với chân đế thì không phải là gỗ chắc, em đo từ chân đế mà lên đến đỉnh của tượng ạ, em đo vào khoảng 101 cm. Em đo kích thước của tượng. Tượng cao là 82 cm, ngang là 55 cm. Em quay chi tiết cho các bác ạ, với bức tượng Nhất Long Vườn Ngọc, chất liệu là gỗ chắc ta, hàng đục chạm, kinh bong tỉ mỉ thủ công ạ. Còn xem ạ, với những từng móng vuốt ạ, những phần có xem phần vải đây ạ, những đường nét đục chạm. Với những đường nét đục chạm tinh tế sắc sảo, với bức tượng Nhất Long Vườn Ngọc này ạ, dành cho những bác ạ thích sưu tầm hàng độc lạ, vừa chơi vừa trưng bày ạ, thì cực kỳ là VIP rồi.
nguyên liệu là gỗ chắc ta với chất gỗ đỏ đen ạ. Vân không chê vào đâu được nhỉ các bác. Với kích thước rất là to ạ. Các bác vừa chơi ạ, vừa trưng bày ạ, phù hợp với mọi không gian. Cái giấy bệ ạ cũng có những chữ câu chữ ạ, vạn sự như ý. Các bác xem video chưa kỹ ngay chưa đó, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo của em là 0944058115. Em có thể gặp chi tiết hơn cho các bác ạ về bức tượng Nhất Long Vườn Ngọc này. Em cũng báo giá và giao lưu giá là 10 triệu thì em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, là bên trên đây ạ, em có một bức tranh chữ nhẫn. Tấm tranh chữ nhẫn này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với chiều cao là 60 cm, ngang là 50 cm, với kích thước là 50 x 60. Em đến gần để em quay chi tiết ạ. Với bức tranh chữ nhẫn, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, và được thảm ốc xà cừ với chất ốc 7 màu ạ, phối màu cực kỳ là đẹp. Bên trên là khảm cảnh chim hoa, dưới là sen vịt sen cò và những đường nét cắt tỉa tỉ mỉ thủ công, sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Và bên ngoài khung cũng được bực chạm những đường chuyện, những đường ô van với chất gỗ này em bao đẹp, lành nặng liền nặng. Và em báo giá giao lưu với bức tranh chữ nhẫn ạ, giá chỉ có 2 triệu 800. Em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và xuống dưới bên đây ạ, này em có một chiếc tranh đĩa. Chiếc tranh đĩa này chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với chiếc tranh đĩa này em đo đường kính là 43 cm, cao là 54 cm. Em mà đến gần và em quay chi tiết ạ. Với chiếc tranh đĩa được khảm cảnh tích trúc lâm thất hiền với chất ốc xà cừ ạ, chất ốc 7 màu, phối màu cực kỳ là đẹp. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công ạ, các xem với những gương mặt được cắt tỉa, tơ tóc sắc nét thì rất là có hồn. Với chiếc tranh đĩa này gỗ được nguyên một tấm nhật bác nguyên khối ạ, chất gỗ ở vân gỗ ạ, rất là đẹp, vân không chê vào đâu được. Ở bên ngoài những đường ô van, những được khảm cảnh chim hoa nhật bác cũng được khảm chạy quanh ạ, vòng tròn của chiếc đĩa. Với phần giá, với phần giá cũng là giá gỗ nha các bác, và được đục trúc ạ. Những mắt trúc, ống trúc ạ đều được bực chạm tỉ mỉ thủ công. Và với chiếc tranh đĩa khảm cảnh tích trúc lâm thất hiền này em báo giá giao lưu giá là 4 triệu 300. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và xuống dưới bên đây em có một chiếc bàn chuông. Chiếc bàn chuông này có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Chiều ngang em đo 147 cm, cao là 81 cm, sâu là 42 cm. Em quay chi tiết ạ. Chiếc bàn chuông này chất liệu nào gỗ vụ với phần đĩa ạ, được bực chạm những quả chuông ạ, tạo hình những quả chuông nối dài nhau. Với phần trần ạ, trần gỗ liền nạc dày dặn chắc chắn. Và dưới có chiếc bàn chuông ạ, cũng có một chiếc sàn ạ, lòng vải bên trong vải liền nha các bác. Với chiếc bàn chuông này hàng đục chạm tứ diện, và mặt sau cũng được đục chạm ạ, đúng như mặt trước, và hai bên hông thì được đục chạm như nhau. Đây lên trên đến với lòng vải bên trong nó lòng vải liền, chất gỗ và vân gỗ ạ không chê vào đâu được. Chiếc bàn chuông này em bao đẹp, thành nặng liền nặng. Em báo giá và giao lưu với chiếc bàn chuông này giá chỉ có 5 triệu 500. Em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, là sang bên đây thì em có một cây tủ bày đồ. Với cây tủ bày đồ này chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật nha các bác. Em đo thông số cho các bác ạ. Với cây tủ bày đồ tổng chiều cao ạ, là em đo là 210 cm, ngang ạ là 110 cm. Em đến gần và em quay chi tiết ạ. Cái tủ bày đồ này chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, bên trên được tạo hình một vòng tròn. Với vòng tròn bên bên trên đây ạ, hàng đục chạm hai mặt nhà các bác, mà sau cũng được đục chạm ạ, đúng như mặt trước. Bên trên ạ được đục chạm những con lồng hóa. Tất cả lòng ván kệ và sàn bên trong đều là ván gỗ ạ, ván liền hết.
Với cây tủ bày đồ này gồm có 3 chiếc ngăn kéo. Các bác có thể đựng đồ tiện nghi thoải mái ạ. Để con xem. Đây là phía dưới ạ. Với cây tủ bày đồ này gồm có rất là nhiều kệ và nhiều sàn để các bác có thể trưng bày đồ ạ. Đồ sứ, đồ tượng hay trưng bày đồ cổ hay là rượu theo sở thích. Em cục báo giá và giao lưu với cây tủ bày đồ này giá là 11 triệu. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và sản phẩm cuối cùng ạ, trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu cho các bác. Đó là một chiếc ghế đung đưa. Với chiếc ghế đung đưa này chất liệu là gỗ cẩm nai. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Tổng chiều ngang em đo là 72cm. Sâu là 75cm. Em đến gần để em quay chi tiết ạ. Chiếc ghế đung đưa này chất liệu là gỗ cẩm nai. Mình xem ạ, với bên trên ạ được khảm hai con lồng trầu nguyệt, hai con lồng hóa mai ạ. Dưới là ba chữ ạ, phúc lộc thọ. Chính giữa được khảm một đôi phu thê viên mãn với những phần trắng ở đây ạ, trắng hồng ở đây, đó là ngà, thân là gỗ xưa và kết hợp vạn là ốc xà cừ. Tất cả là nguyên liệu tự nhiên ạ, quý hiếm. Hàng cắt tỉa và phối màu ạ, nhìn rất là đẹp nha các bác. Chất gỗ lành nặn liền nạc, vần gỗ không chê vào đâu được ạ. Với những bên hông đây ạ, được khảm những chữ thọ và những bình hoa, những giỏ hoa. Vần tay cũng được khảm những bình hoa nha các bác. Bác xem với chỗ ngồi ạ, chất gỗ này em bao đẹp, lành nặn liền nạc, vần vần siêu vần nha các bác. Và dưới đây ạ, cũng có một chiếc ghế để các bác ạ nghỉ ngơi thư giãn, massage chân. Chiếc ghế đung đưa này gồm có 6 nấc. Các bác có thể ngả la và dựng nên ạ, để theo sở thích của các bác. Em quay sang bên hông ạ, với chiếc ghế đung đưa này hàng khảm ba mặt, hai bên hông được khảm như nhau. Với những chữ thọ, với những đồng tiền ạ được khảm và xen kẽ nối dài nhau. Và khi các bác có nhu cầu mà giao lưu là cơ sở em sẽ làm bóng sạch sẽ lại trước khi giao đến tận nơi cho các bác. Em cục báo giá và giao lưu với chiếc ghế đung đưa gỗ cẩm nai này giá là 17 triệu. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Các bác xem video thấy hay, thấy đẹp có thể cho em một like, một đăng ký kênh. Em có thêm động lực phát triển kênh là video mới giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Các bác xem video chưa kỹ, nghe chưa rõ có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại cũng là số Zalo của em là 0944058115. Em có thể gặp chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác. Em sẽ dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.